ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube អូនសារ៉ាត់ហើយចុចពាក្យ Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងបងការបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅលើមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាប្រយោជន៍ឬក៏ជាកំហុសហើយថាមនុស្សមួយចំនួនក៏យល់ថាការបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ជាការអែបអបយកចិត្តគេអញ្ចឹងបងតើការបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួន តែជាប្រយោជន៍ឬក៏ជាកំហុសយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីភាពស្មោះត្រង់ដល់ពេលយើងយល់ដឹងពីភាពស្មោះត្រង់ហើយយើងអត់គិតថាត្រូវបង្ហាញឬក៏មិនត្រូវបង្ហាញទេចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនគេឃើញក៏បានគេមិនឃើញក៏បានសំខាន់ខ្លួនយើងឃើញខ្លួនឯងអត់អញ្ចឹងបើយើងមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងខ្លួនយើងត្រូវស្គាល់ពីតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់ហើយតើតើយើងស្គាល់ពីតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់ទើបយើងដឹងថាត្រូវប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្
dương đằng. Bà xanh bà dương, mình phía mắt trọng hay nó dương, mình cái đầy rộng phớp, mình ca chư chạc luôn anh khăn. Nâng bà dương dôn bị đầm lại này phía mắt trọng năng. Ủa thả thả dương thừa vầy mùi, để mắt trọng. Bà dương thừa vầy mùi để mắt trọng, tôi chỉ nhận được thấy đơn rưu mà đơn như ọt khóa lê. Bà thả rương khá, để dương thừa tới, nên được thấy mơ tới chờ lòng. Ai chờ lòng thả chìa cùng hô, ai chờ lòng thả chìa phía tôi chờ đất. Vì bố nét đầu tới mình bán đơn ở vậy để dương miên nó không sẵn đàn rồi bỏ dương thế. Nét đầu tới còn tại mơ nó không cài phân này rồi bỏ kê. Tam rưu phiếp kháng cao vật bỏ gọt. Ôi thầy hò thà, dương trong chui xuống cổ kê. Sắp tại dương căn bà thao rốt tới tùm rong kê. Đau dương khơi thà, nơi cõi không kê miên bố vệ mùi đọt thùm. Xong bây thầy xử mây chôn để dương trong tự chui xuống cổ năng chung cả ai đừng phây thiệt. Vì bố mình đang bị sẵn đàn rồi bỏ dương. Nhưng vì chưa bà giáo chứ nà, nơi bế là dương bằng hai phía mắt trọng, ta ơi nè đợi tay bàn khơn. Tại bà xanh chỉ mình bàn bằng hai tế, có việc mình thay đá bị bố phía mắt trọng nâng, việc bàn thật nó không khuôn dương, việc đó đá nó không khuôn dương hai. Hai phía mắt trọng nâng có việc bằng hai chánh, bế khá dương đấng, bế khá dương mình đấng. Vẫn tại, xua thả ta, dương bất chỉ mình phía mắt trọng mẹ đại tế. Hai, phía mắt trọng để dương miền nút, chỉ phía mắt trọng để bà có đại ca dô đấng rư cỡ ọt. Bà nó không sử dụng cao bộ phố thay dương từ mặt trọng tiết nâng, dương mặt trọng bẹp nâng, cứ chỉ cao mặt trọng bẹp là ngôn khảo. Khi xưa thay dương lùi từ lôn xì ở thế. Lùi, tối tại một nụ miên cao dù đấng, bạn kia ơi đồng lại lưu phía mặt trọng. Đó bê một nụ ọt miên cao dù đấng thế, lùi phu, đã có bà. Bà nè để miên cao dù đấng vẫn cứ thả, lùi chá, dơ từ tục sân. Bạn nông chất kì cứ thả một nụ nít mặt trọng. Chẳng phía mặt trọng bao dương. Có dương trời tài mơ cả lạ thị xã đáy buộc cả lạ thị xã khá. Phía xe mọt trọng bếch thư ở dương đạch buộc sạp rưu có trời tu toàn sạp. Ui ta thay ọt bài cho ngọp kì ọt ọt hộp hay ọt mình nà kì nâu phong. Hay bài nà kì bài nâng dương xe mọt trọng dương ọt hiên dụ đáy lụt hộp. Rưu dương ọt hiên lụt tà lôn kì bài nâng hộp dương sọc chất đạch buộc sạp. Và xin chỉ ca lụt bao dương về bà bò nẹ đợt tây. Dương cũng lụt. Tại bởi vì chỉ là bao dương so hay chỉ mũi nâng mà nụ ạc rõ dương trâu tài dù đấng ẩm phí là bạch cò khá đồng bày rùa. Đại ca bất tử, lên anh xua thạ smart trọng ca bất dương ẩn miên phía smart trọng cực lạ tế xạ đề mẹ nế. Tăng ọc ní ẩn miên phía smart trọng cực lạ tế xạ đề. Anh có thập cả họ bóng có thập cả họ đây. Ta nẹ nà tới để miên phía smart trọng cực lạ tế xạ thằng ọc. Vì miên tịnh tui chất đuôi chất đàng. Đại dương ban có họ khuôn dương nơi bê nà mùi. Hai, chia bì xe. Cả đạo vì nây lực luôn ai dương ní. Dương tăng chả thu ở bán đời xa tại dương của họ luôn dương. Hai, bê khá tiết. Vì cứ chia sẻ thân là cả đọc smoke smile nhưng chăm bác chế tìm phật. Đại kẻ hào thật tiếng ọt chân là tòa lá. Đời xa mà nô xin chết tận ai chơi được trâu. Hai viên mình chỉ ca khó thế. Bởi kẻ áo dương căn lùi một bọn đồ là. Dương phía nhà dân á thì đá phía nhà lùi một bọn đồ là. Sắp tại mặt ai đó bác thị đá trừ. Ủa thì họ đây bần gồm ở các miền chẳng ấy. Hãy ăn miền lôi phía bà. Thì đã mình dô lưu nâng từ phía bà sân. Bà sân bà ca phía bà nụ đòi hẹt phò nâng. Phía mình tiên tốt đòi hẹt phò nâng ở đây thì. Tết bà sân chìa. Phía mình tiên tốt nụ đòi hẹt phò lợt phơn tui chở đất. Nâng ạc rõ ạc rầy. Nhưng chẳng dương tới bà khăn nhờ phía tiên trọng. Bà sân bà gà lại thị xã. Mình ạc rõ thì. Dương cũng ôi chất tu tôn, cũng ôi chanh lực buông, cũng ôi chanh bao, tư cũng nết ạc rõ chất ạc rõ. Thư chất ở rừng phẳng. Bà xin chìa ta là ca cắt sạch đấy. Chúng bố nét đẹp bảo bật tôi chả đất nâng nét đẹp mình bảo bật tôi chả đất. Bên nông dương ta đẹp bằng hai phía mắt trọng rồi bảo dương. Bà dương ọt bàn bảo bật tôi chả đất tam ca chọt bàn bảo ta là ca thế nô. Dương mình trâm tay trâu lẹ tế cứ dương trâu tay bằng hai rốt phó tang, rốt xạ xây, rốt xạ xa nám. Mọ bằng hai ở cột bàn khơi ở chục bạc ọc bị chật ọc bị bố bị bông. Trâu lẹ tế ná. Chẳng vì chìa bà giáo nâng bê nạ khá. Vì chi bảo giáo, nếu biết đề nét đợt tây trong đấng, nếu biết đề nét đợt tây,
ដាក់កំហិតជាធ្នូនឹងទូទាត់របស់យើងយើងត្រូវតែបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងមានទូនាទីជាអ្នកទិញអីវ៉ាន់ឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាប់តែយើងទៅដល់អ្នកលក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងគេប្រាប់យើងថាឥឡូវបើឯងចាក់សាំងប៉ុណ្ណេះចាក់សាំងបើឯងទិញសាំងមួយពាន់លីត្រដាក់តម្លើងវិក័យបាត់100%ទៅអាហ្នឹងគេនាំយើងធ្វើរឿងមិនស្មោះត្រង់រឿងចឹងយើងត្រូវគិតថាវាអត់ឆ្ងាញ់ជាងភាពស្មោះត្រង់ឯង ភាពស្មោះត្រង់របស់យើងមានតម្លៃណាស់ឲ្យតែរឿងល្អយើងត្រូវតែរក្សាភាពស្មោះត្រង់រឿងល្អមនុស្សល្អយើងត្រូវតែរក្សាភាពស្មោះត្រង់កុំឲ្យតែរឿងនោះអាក្រក់ហើយក្នុងកលៈទេសៈអាក្រក់ជាមួយមនុស្សអាក្រក់ជាមួយមនុស្សអាក្រក់យើងមិនបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ឯងព្រោះមនុស្សអាក្រក់នឹងវាក្បត់យើងយើងក៏ត្រូវតែធ្វើល្បិចជាមួយវាវិញដែរអញ្ចឹងយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់តែយើងត្រូវតែរក្សាភាពស្មោះត្រង់ជាមួយម
ដែលអត់មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងខ្លួនយើងមើលទៅមនុស្សនោះខ្មៅដូចខ្យូងចឹងខ្មៅចិត្តណាស់ណារឿងចិត្តខ្មៅខ្មៅដូចខ្យូងចឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាបើយើងជាមួយនឹងមនុស្សល្អជាមួយនឹងកលៈទេសៈល្អជាមួយនឹងរឿងល្អបើយើងមានទម្លាប់អាក្រក់ឬក៏គំនិតអាក្រក់ហើយនោះគឺយើងកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងគឺយើងកំពុងតែកាប់ទ្វាររបងនៃសេចក្តីជឿទុកចិត្តពីអ្នកដទៃបើយើងក៏ហកគេម្ដង លើក្រោយទៀតគេនៅមានការសង្ស័យថាគួរជឿឬមិនគួរជឿប៉ុន្តែបើយើងក៏ហកគេពីរដងបីដងហើយលើក្រោយទៀតគេលែងសង្ស័យគេជឿថាមនុស្សនឹងអាក្រក់មនុស្សនឹងខូចតែម្ដងអញ្ចឹងការដែលយើងក៏ហកអ្នកដទៃគឺជាការបង្កើតកន្ត្រៃមួយដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនិងការជឿជាក់រវាងអ្នកដទៃវាដូចជាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់របងការពារទំនុកចិត្តពីអ្នកដទៃហើយទំនុកចិត្តសំខាន់ណាស់នៅលើលោកហ្នឹងគឺទំនុកចិត្តសំខាន់ណាស់ គេអាចនឹងដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយយើងដោយសារទំនុកចិត្តគេអាចនឹងឲ្យលុយយើងខ្ចីដោយសារទំនុកចិត្តគេអាចនឹងផ្ញើផ្ទះសម្បែងរបស់យើងផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមកឲ្យយើងកាន់ដោយសារតែទំនុកចិត្តគេអាចនឹងឲ្យយើងកាន់តំណែងដោយសារតែទំនុកចិត្តគេអាចឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារធំៗដោយសារតែទំនុកចិត្តហើយបើសិនជាយើងអត់មានភាពសុចរិតក្នុងខ្លួនហើយបើថ្ងៃហ្នឹងយើងជាមនុស្សមានទម្លាប់ក្បត់ហើយយើងជាមនុស្សទុច្ចរិតហើយ យើងចាំមើលយើងនឹងជួបមនុស្សទុច្ចរិតហើយក្បត់បោកប្រាស់យើងជារៀងរហូតជាបន្តបន្តរហូតដល់ថាយកប្តីក៏វាក្បត់យកប្រពន្ធក៏វាក្បត់បានកូនមកអាកូនហ្នឹងក៏វាក្បត់ទៀតវាអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយយើងហើយដល់ពេលយើងជួបអ្នកក្បត់បែបហ្នឹងបានយើងភ្ញាក់ខ្លួនថាអូកាដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកដទៃវាអញ្ចឹងឥឡូវបើគ្រួសារមួយកូនឃើញឪហ្នឹងក្បត់ឃើញឪហ្នឹងទុច្ចរិតសួរថាតើកូនហ្នឹងគោរព អើនឹងទៀតទេប្តីប្រពន្ធពីរនាក់បើប្រពន្ធនឹងឃើញប្តីនឹងចេះក្បត់ចេះលួចអ្នកដទៃចេះកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃអត់មានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនតើប្រពន្ធនឹងនៅស្រឡាញ់ប្តីនឹងទៀតទេប្រពន្ធនឹងគោរពប្តីនឹងទៀតទេមានតែប្រពន្ធនឹងខូចមានតែប្រពន្ធនឹងទុច្ចរិតដែរបើប្រពន្ធល្អច្បាស់ជាខាត់ធំហើយបើប្រធានក្រុមហ៊ុននឹងក្បត់ទុច្ចរិតខូចខិលបុគ្គលិកខាងក្រោមនឹងដឹងបុគ្គលិកនឹងក៏អត់គោរពដែរហើយបុគ្
lai rộp bò mà nô. Nơi lơ lộn nâng kê tha sạch ấy chẳng anh chẳng kê. Ất miên sạch ấy đôi sạch chạ đê. Sạch chạ nâng cư chỉ sạch để chẳng anh chỉ ti bòm phót đại kê trai ca chỉ ti bòm phót đại kê cổ rộp chỉ ti bòm phót đại kê ai đầm lai chỉ ti bòm phót. Sạch chạ nâng cư phía sma trọng, sạch chạ nâng cư phía sô chật. Sạch chạ nâng cư tha mặt na mặt nâng, nơi dây dàng mấy cư phơi anh chẳng. Ất có họ Ất bao pra, Ất chè bà chào kê không chê tận hạ ạc rõ. Nếu bế đầy dương cả họ nét đợt tây, xong bằng chạy thà. Nếu bế đầy dương cả họ nét đợt tây, ách nâng nét đợt tây mình đăng. Bạn tay dương dương đăng. Vì bố hà nụ xăm phán chỉ nhận rồi bảo dương viên mẹ chú quật na. Mình bỏ rộng mà nét nâng cột mình côn ở dụ đọc bì chân nằm. Côn sầy, hay cột chân thua sầu. Cột cơ kết thà, chạm bạch thua sầu thơ ấy. Đọc hai prang, chạm đào lùi sầu tam phẩm nục. Cảm ơn các bạn đã phùm tớ. Bế đầy kê bún sầu đã liên kê nâng. Cột đào tạc cạp mập tế mạc chơ. Mập tế mạc chơ mập tế mạc chơ tớ kê đạc đăng ấy. Hãy cốt cơ bộ côn sầy tô cho bác cốt tớ chú mùi. Còn bàn mơ phâu. Hãy đào côn sầy tô cho bác cốt nâng. Cột đào chô tớ lùi sầu nợ tế tì mùi. Côn sầy tô nâng chỉ nẹ mơ phâu. Cột còn tại đào chô tớ côn sầy tô nhưng thà bốc miên mà nút khơi nhớ ngay. Bốc nâng cột đào chênh mà vinh. Nóm côn sầy đào chênh mà vinh. Chô đọc tế tì pi. Sắp tới chỗ đọc tới tí bí, riêng trong nâng ao cài sâu đạc chỗ bao hơi. Cô nâng có sợi thả bốc miên kê khơi như ngay, miên kê chít khơi như ngay. Hai cốt có nôm con sợi rút trên màu vĩnh. Chỗ tập tới tí bay tiết, cốt có bạn tập đạc bình bao hơi tròn của bùa cháy. Riêng nâng lược lãng đạc sma hơi. Con sợi nâng có thả bốc mà chạy kê mò toa này. Hai cốt có chạp đạc 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 con sợi rút. Rút 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 rút
ដល់កន្លែងមួយអត់ឃើញមានអ្នកណាដេញតាមគាត់ក៏ងាកមកសួរកូនស្រីរបស់គាត់ថាអត់មានអ្នកណាដេញតាមផងមិនកូនថាគេឃើញកូនស្រីក៏បានប្រាប់វិញថាពុកគ្មានអ្នកណាឃើញយើងទេគ្មានអ្នកណាដេញតាមយើងទេប៉ុន្តែយើងទាំងពីរនេះគឺយើងឃើញខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ យើងឃើញខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាយើងកំពុងតែលួចស្រូវអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងជាអ្នកឃើញខ្លួនឯងណាព្រោះយើងអត់ឆ្កួតណាអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងក្នុងខ្លួនយើងវាឃើញយើងវាឃើញទាំងវើរបស់យើងវាដឹងអំពីទាំងវើរបស់យើងយើងអាចកុហកអ្នកដទៃបានដោយគេមិនដឹងពីព្រោះទាំងវើនឹងអារម្មណ៍របស់យើងឬក៏ការគិតរបស់យើងវានៅក្នុងខ្លួនទេបើយើងអត់បញ្ចេញប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចកុហកអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងបានទេអនុសម្បញ
cốt bàn dương ai của họ việt bàn bởi dương thưa lo anh nội sam pan chỉ nhẹ nâng cất dịch đây tha lo bởi dương thưa cọ anh nội sam pan chỉ nhẹ nâng prap tha cọ vì mình ai dương thưa lo anh nội sam pan chỉ nhẹ cất tha ấy nâng cọ dương thưa cọ cất tha lo mẹ đi lúc tra tay mình nuốt đằng đây lúc tra tay mình nuốt miên chậm này đằng lúc tra tay mình nuốt côn khmer lúc tra tay mình nuốt cốt dương tự do đây lúc là bao kê tại dương đằng tha anh đang chưa lập ban rồi nè, dân đăng ấy, dân bình với dân đăng ấy mẹ này, hai dân đăng tha từng vơ nữa, cọ được cọ lọ, hai bởi dân đăng tha cọ hay, ta dân nơi tập bạch chăng thay ấy lọ 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 lọ, bởi dân bạch chăng bẹp đang yu yu, anh nội sam pan chỉ nhận nâng, ắt chưa chết lơ luôn ai, anh nội sam pan chỉ nhận để nó không khu có ba dân nè, nó không chết cho dân nâng vì lên chưa dân nghe, lơ cào dân trong tăng chết thưa ấy mối vì lên chưa, ô lên chưa, có họ kêu yu 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 tới, luôn ai lên chưa chết lơ luôn ai. Có họ kê yu yu tới, khuôn ánh, khlai khuôn ánh. Ôi, tại dương chạp đâm thuở cọ yu yu tới, dương khlai khuôn ánh nè. Cháu mà nè, đại việt lọc đau lùi kê, giang chùm niên cho tiền phật. Chẳng việc khlai tới chiêu mà nụm nè, phải khlai khuôn ánh. Ngày nào mỗi việc đau lên tam phơi chẳng, việc con đã khơi mà nụ thăm đai chẳng, việc cơ thả năng bởi lý hơi, ta mờ, anh năng bởi lý hơi. Anh năng bởi lý bởi lòng khuôn thơ chi chôn xì vơ lai, ta mờ. Việc phải khlai khuôn ánh chẳng nè. Ta bởi dương thơ trông trâu với nhé. Tôi dương đau chô phôn bởi lý. Có dương ọt bà rôm, dương cơ thai dương miên thơ ấy, dương thơ trâm trâu ta. Ê, tôi chỉ kê, dục nó một chạp dương bay dương, chạp dương cho bà lý có dương ọt phê, chạp dương cho cúc có dương ọt phê. Vì phụ dương cơ thai, dương thơ trâm trâu ta. Nẹ đẹp phê cứ nẹ đẹp phê ạ cọ, nẹ đẹp phê cứ nẹ đẹp phê khó nó. Chẳng cả để dương bà can phía smart trong năng khuôn ai nâng á. Dương năng khai tự chia mà nụ để miên ca chư chạy lơ khuôn ai. Mình nghi, miên là nà ách ưu tiên dương bàn. Hai dương nâng trợ ban mà nụ đã tới cổ rộp sẽ lan dương đời sài bảo vọt. Bóng này dây rương mùi tiệt, bì nè ơ nụ, ban nôm côn bì nè tờ lên ổ chiên mùi. Xuân sát, côn mùi ở dụ đọc chân nám, côn mùi tiệt ở dụ bổ mùi chân nám. Hai, bê đèl dô côn trôi tờ lên, nè để kì kết lôi nâng nè, nè ri đèl cho kết lôi nâng, kì ban prap tha, côn khmênh, đèl trâm ở dụ đọc chân nám kì kết lôi. Krom ở dụ đọc chân nám ọt kết lôi vậy. Hãy kỳ xua thật ta con lục bú ở dụ màn, bú nâng bạp thạ, con mùi ở dụ đọc chân nàm, con mùi ở dụ bỏ mùi chân nàm. Hãy nè ri nâng bạp thạ, con đè ở dụ đọc chân nàm nâng, bà xân dịp bú bạp nhóm thạ, ở dụ trâm tam bẩn bây chân nàm, có ọt miên nà kết đấng này. Bú nâng thạ, mùi ách mình đấng, tại con bú đấng nà, dù lế. Chẳng, con bú đấng hay bú đấng nà, tại mùi ọt đấng nghe. Chẳng bà đám bây, ôi mà nụ rạ xa nà phiếp sốt chả rách, nhưng ọt trâu nôm khmênh của họ. Hãy phía chân khmênh khô cho xa tại mà nụ chắc. Ta rùa nọc nông bạc rị bót để mê mà nụ chắc khôi khmê nâng khôi. Đời xa tại mà nụ chắc nông khôi. Đời xa tại mà nụ chắc mình kích âm phí phòl bạc bó nê ca của họ. Dương trong trên anh lưu hình tình tuốt dương nông khmê của họ. Đã dư dư tới khmê nâng chè của họ. Hay khmê nâng lên của rộp dương. Chân bởi dương trong ọp rôm côn khmê. Trong ọp rôm nạ đột tây. Ôi bà can nâu âm pơ lọ, pơ sô chả rách. Dương trâu tại phơ lọ. Nọc nông cả lại thì xa. Đại vi ọt lùm bạc, đại vi ọt chùm rung ở dương phơ ạc rõ. Đội bao này dây thạc bờ sân chia cả lại thì sao việc bật thốt nhốt kháng đôi Pol Pot ở năng dương của họ tới chúng mình nữa ạc rõ năng. Bạn trái nông sừng cung dương rùa nâu sọc ngày ní. Cứ chia sừng cung là o ta dương giam bay tật của họ thử ấy. Dương chi lan tật đo phương stop dương tư vâng. Bà xin dịch cháu đánh plon dương, anh đang dương rốt tư, bà nào bà cháu ạ đánh plon bóng. Các đại dương đại xa, ở khuôn dương miên sốt chả đất phiếp, sạch chả phiếp, sạch chả thua, phiếp smart trong, phiếp smart xó. Dương nâng tụ bàn ca cổ rốt, ca sở lãnh, ca oi đầm lấy, ca chưa tục chất, để tăng ổn ní hơi, để nôm ở dương, miên bà chia bà phiếp, nâng tụ bàn nơi ở cả. Ôi tại dương bà can nơi phiếp smart trong. Bà dương rùa nâng nông sừng cung nâng bà đo là ca hỏi dương. Ui thà bà kê rơ mê phùm bà chì chôn tăng ổ nâng nâng bà chân nào chơi rơ dương dô thơ mê phùm ấy. Bà dương tà thua ca nâng cồm hôn nà muối, cồm hôn nâng nâng chơi rơ dô dương. Tà tua đồng nành thông can ca nghe để xâm khăn.
Rosson by young admin piece moth drong day. Net the truck hat when dumb bomb and pot good clone young. The more young lanchu jet low clone eye. The pin net the tail lanchu jet low young. The bay young ruin out die peep pay clad. Young ruin out die cap ruin barom. Young ruin out die. Man hin chain mook chain mott, but pacot. Man hin chain mook chain mott, I net throat net poom band scald band dung. High young ruin out die commune cap, profite that tongue to win at the tail. Mean that na chung rob aunt to moon look the admin piece moth drong. គេឃើញគេចិនណៃគេឃើញគេស្អប់ហើយយើងសហការជាមួយនឹងអ្នកដែលអត់មានភាពស្មោះត្រង់ដូចគ្នាគឺក៏សហការបានដែរកុំថាឡើយសហការជាមួយអ្នកដែលមានភាពស្មោះត្រង់ណាយើងមើលមើលហេតុអីបានជាចោលវាអត់ទុកចិត្តគ្នាសោះចោលវាអត់ទុកចិត្តគ្នាដោយសារតែវាធ្វើអំពើអាក្រក់ចោលគ្រាន់តែឃើញអ្នកណាអ៊ុនម៉ាក្រុមចោលនោះមានគ្នាប្រាំនាក់បើសិនជាចាប់បានម្នាក់អាប៊ូនអ្នកទៀតប្រុចហើយអាប៊ូនអ្នកទៀតចាប់ដើមសង្ស័យសង្ស័យលើម្នាក់
ហើយត្រូវបានបលិសចាប់ម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវសុចរិតហើយត្រូវបានបលិសចាប់ម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវសុចរិតហើយត្រូវបានបលិសចាប់ម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវសុចរិតហើយត្រូវបានបលិសចាប់ម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវសុចរិតហើយត្រូវបានបលិសចាប់ម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវសុចរិតហើយត្រូវបានបលិសចាប់ម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវសុចរិតហើយត្រូវបានបល
សួរថាបួនអ្នកទៀតភ័យឯងបួនអ្នកទៀតមិនត្រឹមតែមិនភ័យទេថែមទាំងរកផ្លូវចូលទៅជួយម្នាក់នឹងទៀតគេទៅធ្វើសាក់សីគេទៅជួបពលិសគេទៅដោះស្រាយបញ្ហាគេទៅជួយជ្រោមជ្រែងកិច្ចការងារហ្នឹងឃើញខុសគ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានភាពស្មោះត្រង់ទេសូម្បីតែមនុស្សបពុខ្លួនឯងក៏អត់នៅជាមួយដែរហើយភាពស្មោះត្រង់នេះគឺថាមិនមែនមានន័យថា កាលណាយើងមានភាពស្មោះត្រង់នោះដឹងតែគេនៅជាមួយយើងអត់ទេជួនកាលយើងមានភាពស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែអ្នកមិនស្មោះត្រង់នោះវាអត់នៅជាមួយយើងទេឧទាហរណ៍ថាគ្នា 5 ខ្ញុំវាគិតថាវាយកអារម្មណ៍របស់វាទៅស្ទងគេវាយកចិត្តរបស់វាទៅស្ទងគេវាថាវាអត់ស្មោះត្រង់នឹងគេផងអញ្ចឹងវាគិតថាអញមិនស្មោះត្រង់នឹងហែងផងរឿងអីហែងស្មោះត្រង់នឹងអញណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេចាប់អាមនុស្សស្មោះត្រង់ម្នាក់អាមនុស្សខូចបួនអ្នកទៀតរត់ប្រោចបាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងខ្លួនហើយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអ្នកណារត់ចោលយើងយើងក៏រំមកពីអ្នកនោះអត់មានភាពស្មោះត្រង់ជាម
ស្រាប់តែដើរទៅក៏ខ្លាឃ្មុំចេញមកពេលដែលខ្លាឃ្មុំចេញមកបុរសម្នាក់រត់ប្រុសឡើងលើចុងឈើបាត់ហើយម្នាក់ទៀតក៏ហុចដៃឲ្យចាប់ឲ្យជួយចាប់គេឡើងលើដើមឈើផងអាម្នាក់នៅលើចុងឈើហ្នឹងថាអត់ទៅវើយក្បាលណាសក់ហ្នឹងហើយក៏អនុឡើងដើមឈើអត់បានពេលដែលឡើងដើមឈើអត់បានខ្លាឃ្មុំមកដល់អញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងក៏ ធ្វើដួលសន្លប់នៅក្រោមដើមឈើនឹងទៅហើយខ្លាឃ្មុំគេហិតគេហិតគេហិតតាជៀកគេហិតមាត់ហិតអីហិតទាំងហើមណាគេហិតហិតហើយគេក៏ដើរទៅទៅដល់មួយនៅលើដើមឈើហ្នឹងក៏បានស្រែកសួរថាហឺខ្លាឃ្មុំខ្សឹបបែកថាម៉េចខ្លាដល់មួយហ្នឹងឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្លាឃ្មុំខ្សឹបប្រាប់អញថាកុំអោយសែបគប់ជាមួយឯងព្រោះឯងមនុស្សអត់ស្មោះត្រង់អត់ចេះជួយគ្នាទេ មិត្តភក្តិដែលអត់មានភាពសុចរិតអត់មានភាពស្មោះត្រង់គឺថាវាចង់បានតែប្រយោជន៍វាមករួមសុខវាមករួមស៊ីវាមករួមសិចតែនៅពេលដែលមានទុក្ខវាទៅប្រុចប្រសិនបើយើងរាប់អានមិត្តភក្តិយើងត្រូវគិតពីចិត្តស្មោះត្រង់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតបើអ្នកណាគ្មានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងកលៈទេសៈដ៏អាក្រក់ទេនោះមិនមែនជាមិត្តពិតប្រកបរបស់យើងទេក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់មនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់ស៊ូស្លាប់រស់ហើយនឹងស្មោះត្រង់គ្រ
ចិត្តទុកដាក់អ្នកដតីគេថាយើងលើកដៃលើកជើងអ្នកដតីគេថាយើងអែបអបគេថាថាទៅបើយើងជឿជាក់យល់ដឹងអំពីសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងយើងយើងទៅខ្លាចអីសេចក្តីស្មោះត្រង់យើងមានតម្លៃជាងពាក្យគេថាមែនទេហើយបើដោយសារតែពាក្យគេថាអញ្ចឹងយើងខ្លាចអញ្ចឹងយើងឈប់ស្មោះត្រង់មានន័យថាយើងអត់ស្មោះត្រង់ យើងធ្វើម៉េចឲ្យភាពស្មោះត្រង់របស់យើងនឹងវាចាក់ឫសដល់ជ្រៅនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងណាកុំឲ្យទូទន់ណាកុំឲ្យទូទន់តែទូទន់គឺថាយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាចុងស្រលឬគេហៅថាមនុស្សដែលមានឫសតិចឫសតិចពេកគេដកមកផ្លុចឬគេហៅថាប្រៀបដូចជាថាស្ពានដែលមានដែនកំណត់នៃការទ្រទម្ងន់
ទម្ងន់តិចអត់អីទម្ងន់ធ្ងន់តិចមានបញ្ហាដប់តោនអត់អីម្ភៃតោនអត់អីសាមសិបតោនបាក់តែយើងត្រូវធ្វើជាផែនដីដែលវាអត់ត្រុតដូចតែស្ពានលើផែនដីប្រមាណតោនក៏វាអត់ត្រុតអញ្ចឹងភាពស្មោះត្រង់របស់យើងវាត្រូវតែឲ្យយើងមានគោលជំហរជាមួយវាឲ្យយើងមានគោលជំហរឲ្យយើងមានសេចក្តីមេនះនៅក្នុងរឿងដែលត្រឹមត្រូវចំពោះមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវចាំឆ្លើយនឹងសំណួរពិសោធន៍ចិត្តមួយថានារីម្នាក់ គេសួរថាឲ្យធ្វើប្រពន្ធចង់គេបុរសនឹងថាឥឡូវនាងដេកជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំឲ្យ10000ដុល្លារនារីនឹងថាអត់ទេនិយាយឈួតឈួតចឹងផ្ទះបែកកភ្លៀងឡើយនឹងអាចឆ្លើយបុរសនឹងថាទៀតឥឡូវដេកជាមួយខ្ញុំមកយប់ខ្ញុំឲ្យ10000ដុល្លារនារីនឹងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចបើគាត់ស្មោះត្រង់គាត់នៅតែប្រកែកហើយគាត់ស្ដីឲ្យបុរសនឹងឬក៏មិននិយាយរកបុរសនឹងហើយបុរសនឹងនិយាយថាឥឡូវមកយប់1000ដុល្លារទៅ1000ដុល្លារយ៉ាលេខ4 5 7 1 ទៀតផ្ទះវិឡា1ទៀតលុយ1000ដុល្លារខ្សែកពេជ្រ1000ដុល្លារទៀតដឹងអីទេសួរអីចឹងតែឥឡូវឲ្យដីកដាលទីក្រុងពីហតាទៀតមិនដែរចឹងក៏បានដែរនេះហើយដែលជារឹសដែលរាក់ពេករឹសដែលរាក់ពេកងាយនឹងគេដកអញ្ចឹងណាបើយើងមានសេចក្តីស្មោះត្រង់តិចពេកឬក៏យើងអត់តន់យល់ដឹងពីតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងងាយនឹងគេអូសទាញដូចដើមឈើដែលវានៅរឹសរាក់ពេកត្រូវខ្យល់មកបោកវារលឹងគល់ តែបើថាគេចាក់គ្រឹះហ្មងអាហ្នឹងទោះជាភ្យុះភ្លៀងយ៉ាងម៉េចវាសុកចិត្តដួលរលំអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមនុស្សគឺត្រូវតែមានចំណុចស្មោះត្រង់គ្រប់កលៈទេសៈដែលត្រឹមត្រូវលើកលែងតែកលៈទេសៈដែលមិនត្រឹមត្រូវជាមួយមនុស្សល្អយើងត្រូវតែប្រកាន់ភាពសុចរិតភាពស្មោះត្រង់របស់យើងពីព្រោះវាឲ្យតម្លៃយើងរហូតអស់មួយជីវិតហើយទោះជាយើងអស់ជីវិតទៅក៏វានៅតែឲ្យតម្លៃយើងប៉ុន្តែបើយើងអត់មានភាពស្មោះត្រង់វិញណាអូខេលក់ខ
ហើយនៅក្នុងនោះនៅក៏ថោកស្លាប់ទៅក៏ថោកពីព្រោះឲ្យតម្លៃខ្លួនថោកជាងតម្លៃលុយហើយអ្នកណាក៏ជាកូនចៅនាងនឹងងាប់ឯងខ្មាស់គេងាប់ໄວត្បិតថាថាវាមិនថោកដល់កូនចៅមែនប៉ុន្តែវានាំឲ្យកូនចៅខ្មាស់គេយើងបានយើងឃើញថាមនុស្សខ្លះគួរឲ្យគោរពណាស់គាត់ស្មោះត្រង់គ្រប់កលៈទេសៈចុកចិត្តងាប់អ្នកខ្លះទៀតឡើងទៅធ្វើសាក់សីឲ្យយើង ឡើងទៅធ្វើសាក់សីឲ្យយើងចាញ់ការគម្រាមកំហែងរបស់គេក៏លក់អត់ដំទៅឲ្យគេមនុស្សនឹងថោកមនុស្សនឹងអន់មនុស្សខ្លះទៀតសុកចិត្តងាប់មិននិយាយកុហកមនុស្សនឹងគួរឲ្យគោរពណាស់ក្នុងកលៈទេសៈល្អតើសុកចិត្តងាប់សុកចិត្តជាប់គុកអត់និយាយកុហកពីព្រោះធ្វើរឿងល្អធ្វើរឿងល្អត្រូវតែប្រកាន់សច្ចភាពត្រូវតែប្រកាន់ភាពស្មោះត្រង់តែបើទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ជាមួយមនុស្សអាក្រក់ដូចជំនាន់ពលពតអីហ្នឹងបែកស្មោះត្រង់ជា
phía sma trong khnông khluôn dương ở bàn trâu, ở bàn rừng mòm, cũng ở kê ô tiên bàn. Dương khơi nhé, nè, nó dô bài khá, nơi chú mùi bạc nó, dây lo bị bạc nó, đập bê kê tinh cơ bà tức, dạ, cọ bị bạc nó vinh. Thao nè, on nè, cũng ở kê dô lưới, mà tiên phía sma trong bàn, cũng ở kê dô cổ phương, mà chung cũng riêng cũng hai phía sma trong bàn, cũng ở kê dô lán, đầm nay, mà tiên phía sma trong bàn. Bởi cái ao dương phương xạ xây dương khơi tham mà nâng thơ khó dương thà khó mà nâng thơ tráo dương thà trầu chẳng dương miên sẽ đế thái nô rồi hốt hay vì ớt miên ấy miên tầm lai chương kê tử dô đề vì ớt miên ấy miên tầm lai chương sẽ đế thái nô đề miên lôi bảo man miên thân nạ bảo man miên nhiệt bảo man miên crom bảo man miên đầy bảo man miên vì la bảo man cái đó vì ớt miên ấy thái nô chương dương miên kê tử dô đề bởi sân chỉ miên ở vây vây tầng ớt nô hay ớt miên phía sma trong á ớt miên vinh lò chìa ក្រពាក់តែស្បែកជើងផ្ទាត់ហើយមានភាពស្មោះត្រង់ណាគួរឲ្យគោរពណាហើយមានន័យមានតម្លៃដូចជាសុខដូចជាស្រួល